Được rồi. Câu hỏi kia là gì? Dạ, ngoài ra ông đã bị ba phụ nữ cáo buộc là có hành vi không thích hợp, diễn ra từ năm 2016 đến năm 2020. Hai trong ba từng là phụ tá của ông, một cuộc đánh giá độc lập sẽ được thực hiện. Bà Tổng trưởng Lý Park Chep đang chọn đội điều tra thay vì bà thẩm phán John. Thưa sư phụ, ngài có biết về những sự kiện này không ạ? Và ngài có nhận định gì? Hoặc nếu ngài là thẩm phán thì ngài sẽ nói gì? Tôi không nói gì hết vì tôi không phải là thẩm phán. Nhưng tôi sẽ trả lời. Vì quý vị hỏi, nếu không quý vị sẽ ôm đó trong đầu cũ và trằn trọc với những cơn ác mộng. Nhân tiện, à phải, tôi đã đọc bản tin, nên có tình cờ thấy, tôi tình cờ thấy những điều này. Không biết chuyện quan trọng hay không? Họ cáo buộc ông như quấy rối tình dục phải không? Bởi vì hành vi không thích hợp, không đúng đắn, có rất nhiều cấp độ, nên phải nói cho đúng. Đó là những gì tôi đọc được. Được rồi. Điều tôi nghĩ là, tôi không biết phải nghĩ gì, bởi vì tôi không phải là thống đốc. Tôi không phải là những phụ nữ mà ông bị họ buộc tội, hoặc đã bị buộc tội ông. Nhưng tôi nghĩ nếu chỉ như cái gọi là quấy rối, tôi không biết các nhân viên của ông hoặc những người phụ nữ này theo kiểu nào, nhưng đàn ông họ thích phụ nữ đẹp, phải không? Đúng không? Dạ đúng sư phụ. Và ông ấy độc thân, kết hôn hay là góa vợ? Hiện tại ông ấy độc thân sư sư phụ. Độc thân à? Vậy thì đàn ông độc thân tìm kiếm phụ nữ độc thân, điều đó có gì sai trái? Dạ không sai. Chỉ vì họ là nhân viên của ông thì dễ dàng hơn. Mỗi ngày họ làm việc với nhau. Và thông thường, nhân viên tất nhiên là luôn luôn rất thân thiện, rất phối hợp, rất tôn trọng ông, là sếp của họ. Cho nên vì điều đó, ông cảm thấy rằng họ đáng yêu hơn nữa. Nam tính của ông thích hơn, không phải sao? Dạ phải. Đây là vấn đề khi họ làm việc với nhau. Một phụ nữ và ông ta độc thân thì chuyện có thể xảy ra. Nhưng ông không. Theo như báo cáo tôi đã đọc, ông ấy không phải kiểu như xin lỗi, quấy rối họ hoặc buộc tội họ làm bất cứ gì. Có không? Theo báo cáo có hay không? Con không biết về báo cáo cụ thể, nhưng con không nghĩ vậy, thưa sư phụ. Không, vậy thì có lẽ ông đã nói gì đó, hoặc ông thích làm gì đó với họ. Có lẽ ông ấy yêu họ trong khoảng thời gian 4 năm, phải không? Dạ, từ năm 2016 đến năm 2020. 4 năm, chỉ có 3 phụ nữ, đó là rất dè dặt rồi. Đối với đàn ông ở tuổi đó và địa vị đó, và bởi vì ông không ra ngoài, ông quá bận cho nên ông chỉ có nhân viên thôi. Thế nên có thể ông đã nói gì đó mà lẽ ra ông không nên nói, như tôi thấy có tấm hình, ông hỏi người phụ nữ rằng, anh có thể hôn em được không? Ông nói ông có thể hôn cô ấy được không? Như vậy không như là kiểu lạm dụng tình dục hay gì cả. Dạ không sư phụ, tôi nghĩ họ thổi phồng quá mức. Nếu tất cả chỉ có vậy và không có gì nhiều hơn thế, thì có thể đó là một hành động không thích hợp. Nên tất cả điều đó là sự thật, và có lẽ cũng tại có thể là ông quá cô đơn và chỉ muốn tìm tình yêu, nhưng có lẽ ông đã tìm nhầm chỗ hoặc bày tỏ không đúng cách. Nhưng ai biết được, có lẽ ông không làm phân nửa những gì người ta nói ông làm với mấy người phụ nữ, nhưng không quá nghiêm trọng để làm lớn chuyện lên như vậy. Ý nói là không có gì tệ hơn nhiều câu chuyện của các linh mục công giáo. Họ lạm dụng tình dục trẻ em, hơn 10.000 trẻ em. Trong bao năm qua, chỉ riêng ở Pháp, theo như những gì mà tài liệu lưu trữ, các lời thú tội, những em nhỏ, lễ sinh và trẻ em khác. Vậy mà không ai nói gì cả. Họ cũng nói gì đó nhưng rất ít. Ý nói là có ích lợi dù tất cả các luật này để bảo vệ trẻ em, để truy tố
những kẻ buôn bán trẻ em hoặc những kẻ lạm dụng trẻ em, khi mà chính những linh mục đáng tin cậy và được tôn kính lại đi làm điều đó. Làm điều giống vậy, luật pháp nhắm mắt làm ngơ trước những nạn nhân trẻ em vô tội, bất lực. Còn chúng ta ở đây, truy đuổi một thống đốc giáo dân vì đã can đảm thú nhận với một cô gái rằng ông thích cô ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ nếu chúng ta nói về luật, chúng ta nên nói về luật giáo hội trước tiên, luật đó còn nghiêm túc hơn. Nếu là một tu sĩ, quý vị không được quấy rối trẻ em. Cho dù quý vị là thường dân, mà quý vị làm dụng tình dục trẻ em, quý vị sẽ đem ra tòa và bị đưa vào tù. Không đúng sao? Rồi, ông là một thống đốc. Ông chỉ hỏi có thể hôn cô ấy không? Hoặc ông có thể... Cho dù ông hỏi lên giường với cô ấy cũng có thể luôn nói không, họ là người lớn mà. Không đúng mà. Họ đã trưởng thành hay chưa? Dạ đúng sư phụ, một người đàn ông có quyền có, hoặc không phải quyền, nhưng có thể hỏi những gì mà họ muốn. Và quý vị chỉ cần nói là, không, thưa ông, phải không? Tại sao lại làm lớn chuyện và buộc tội ông? Về bất cứ gì, họ muốn buộc tội nếu tất cả việc chỉ có vậy. Ông không quấy rối bất cứ ai. Ông không ép buộc ai vào như quan hệ thể xác, tình dục hay bất cứ gì. Chỉ vì bây giờ người ta, một số người không thích đảng Dân Chủ và ông thuộc đảng Dân Chủ nên họ đang cố gắng làm chuyện bé xé ra to, hoặc chỉ để thể hiện rằng họ quan tâm, nhưng đây không phải không công bằng cho lắm. Nhưng sự việc chỉ là thế, theo tôi nghĩ, theo kinh nghiệm của chính tôi trong đời. Đàn ông có xu hướng nhận sai tín hiệu từ một người phụ nữ. Bởi vì đôi khi tôi không có ý hoặc gì hết, tôi chỉ tôn trọng và thân thiện. Thế là họ tưởng tôi thích họ. Nhiều tình huống giống như thế, gồm cả bác sĩ thú y riêng cho chó của tôi trước đây. Nhưng tôi đâu có buộc tội ông hay kiện ông vì quấy rối tình dục, không gì cả. Thậm chí ông đặt tay lên đầu gối của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim với cả nhân viên của tôi và ông cứ đòi ngồi cạnh tôi. Và tôi cũng không nghĩ gì hết. Sau đó ông đặt tay lên đầu gối của tôi, quý vị biết. Rồi tôi chỉ rời đi thế thôi. Và rồi ông biết. Quý vị hiểu tôi nói chứ? Sau đó tôi la rầy nhân viên của mình. Quý vị nghĩ gì, sao lại để ông ấy ngồi cạnh tôi? Và họ cũng nói họ không nghĩ gì cả. Và người đàn ông đó, bác sĩ thú y, thậm chí đã kết hôn rồi. Sau đó vì một con thú đang bị thương, đang mang thai, nên tôi phải nói chuyện với ông ấy vì bác sĩ thú y khác của tôi từ chối giúp đỡ. Đó là sau nửa đêm. Nên tôi nói với ông trước, tôi bỏ qua cho ông, nhưng đừng làm như vậy nữa. Tất cả nhân viên của tôi đều biết chuyện này và họ vẫn còn sống, gồm cả ông bác sĩ thú y. Cho nên thống đốc này, ông độc thân, ông cô đơn, ông bị áp lực với công việc. Và ông có lẽ cần người bầu bạn, có lẽ ông thích cô gái đó. Có lẽ nếu hẹn hò một thời gian, biết đâu cô ấy cũng thích ông, rồi thì họ có thể kết hôn sau đó. Ai biết được, có lẽ ông yêu họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông là một kẻ săn đuổi tình dục. Đó là theo ý kiến của tôi, bởi vì đàn ông họ hiểu sai. Rất, rất có thể hiểu sai tín hiệu của phụ nữ. Bởi vì các nhân viên, họ tôn trọng và thân thiện với sếp của họ, phải không? Và tất nhiên đàn ông nào cũng thích cách cư xử ngọt ngào, dịu dàng và tôn trọng này. Nên có lẽ ông nghĩ ông có thể thử, nhưng điều đó không có ý gì cả và cô ấy có thể luôn từ chối. Tại sao cô ấy không từ chối mà đợi tới bây giờ? Tại sao đợi lâu như vậy? Tôi cũng cảm thấy thương cho phụ nữ. Chúng tôi luôn gặp rắc rối. Bởi vì nếu chúng tôi thân thiện thì chúng tôi sẽ bị hiểu lầm. Nếu chúng tôi quá khó khăn và nghiêm khắc thì tôi không biết còn gì nữa. Họ nghĩ rằng chúng tôi là, họ gọi chúng tôi là loại người gì khác. Họ nói là con mụ hoặc gì đó tương tự. Nhưng đôi khi đó là cách cư xử
và phẩm chất của con người mà rất khó để sống cùng. Dạ, thưa sư phụ, và tôi chưa bao giờ có gì liên hệ với ông Kumbuo. Nhưng chỉ vì công bằng và công lý, đó là những gì tôi nghĩ được chứ. Và nếu tôi gặp rắc rối, thì đó là lỗi của quý vị. Nhưng tôi không bàn điều gì cả. Ý tôi nói là bất cứ gì tôi nghĩ và luôn trung thực. Rồi thì họ phải thu thập nhiều bằng chứng hơn. Nhưng nếu chỉ tán tỉnh hoặc hỏi để có thể hôn cô ấy được không, thì đó không như là một tin chấn động hay gì đó tương tự. Tôi nghĩ chúng ta không nên cứ phóng đại như vậy. Chúng ta cần phải đợi thẩm phán hoặc tòa án tìm bằng chứng. Và bản khai tuyên thệ trước khi họ có thể đưa ra quyết định và phán quyết. Thành ra ở Canada, họ có luật mà khi ai đó là một nghi phạm, họ không để báo chí biết về sự việc đó, bởi vì họ lo rằng sẽ có như là thành kiến từ độc giả và từ toàn thể công chúng, và điều đó sẽ là sự phán xét không công bằng đối với tội phạm. Tôi đồng ý với điều đó, bởi vì đôi khi quý vị có thể thực sự phán xét sai về ai đó chỉ bởi vì cá tính hoặc tính cách của họ. Tôi đã bị phán xét sai nhiều lần trong đời rồi, nên rất khó mà lập tức đưa ra quyết định phán xét ai đó, trừ khi tôi thật sự biết từ bên trong. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến các cơ quan chính phủ này, vì vậy tôi không nhìn vào bên trong nhiều lắm. Tôi chỉ nhìn bên ngoài, tất cả các bằng chứng dựa theo báo chí. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề to tát, họ đều là người lớn. Và không có gì sai trái nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ dù đó là nhân viên của ông. Không có gì sai cả. Cô ấy không cần phải thích ông. Nhưng đó không phải là hành vi quấy rối. Không. Chà, nó có thể là một chuyện khác. Như nếu ông trẻ hơn, hoặc thuộc tiếp người mà họ thích, thì cô ấy có thể là một trong số họ sẽ thích ông. Thì đó sẽ là một chuyện tình. Còn không thì sẽ được gắn nhãn là quấy rối. Ha, xui xẻo. Khi tôi còn làm việc ở Hội Chữ Thập Đỏ, tôi đã kể quý vị nghe trước đây rồi. Có một trong số, ông nhìn tôi từ bên ngoài trong hành lang một lần. Khi tôi tới phòng vệ sinh, thế là từ hôm đó ông cứ đến văn phòng của tôi trong giờ giải lao. Ông chỉ ngồi đó và đọc báo trước mặt tôi. Ông yêu cầu người sếp cấp dưới thường ngồi trước mặt tôi, không cùng bàn, nhưng hai bàn sát liền nhau, và cô ấy ngồi phía trước. Không biết thế nào ông yêu cầu cô ấy đi ra khỏi, và sau đó ông đến ngồi ở chỗ đó thường xuyên. Nhưng tôi chưa bao giờ ra ngoài kiện ông như là quấy rối tình dục hay bất cứ gì. Ông cứ ngồi đó và tôi ngồi đó, tôi làm việc. Làm việc của mình, ông ấy đọc báo của ông. Mặc dù một lần, một vài lần ông nói với tôi rằng ông đã nói gì đó rất rất khen ngợi như ồ, chúng tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ xinh đẹp như cô làm việc ở đây. Đại loại vậy. Như đó không phải là hành vi quấy rối. Cho dù ông ấy rõ ràng đã đến ngồi trước mặt tôi mọi lúc. May mắn thay, tôi nghỉ việc. Sau một thời gian, tôi đến một nơi khác vì chồng cũ của tôi phải chuyển đi để làm việc ở nơi khác. Vì vậy, chúng tôi đã rời đi. Tôi không biết kết cục có hậu thế nào để kể quý vị. Đây không phải là lần đầu, và ông không phải là người duy nhất. Nhưng đàn ông họ thích phụ nữ, cho nên nếu họ bày tỏ ý muốn nào đó đối với quý vị, nếu quý vị không thích họ thì cứ làm gì đó và cho họ biết rằng quý vị không thích. Tôi có cho ông thấy nhẫn cưới của tôi. Không cần kiện một người chỉ vì điều đó. Trời ơi! Ông ấy có lẽ cô đơn, chỉ làm việc, làm việc, làm việc. Nhân viên là những người duy nhất. Ông biết và ông không đi đâu cả.
Lẽ ra ông nên đến quán bar để trò chuyện hoặc gì đó. Nhưng có lẽ đó không phải là gu của ông. Nếu ông không làm gì cả nhiều hơn thế thì tôi nghĩ ông ấy cũng đủ đứng đắn, đàng hoàng, độc thân và ở địa vị đó. Và ông chỉ hỏi, ông có thể hôn cô ấy không? Hiện tại ông không nên hỏi vì COVID. Người ta thậm chí viết trên báo, họ nói đừng hôn. Họ nói ngay cả vợ chồng cũng không nên hôn nhau. Có lẽ họ nên đeo khẩu trang bên trong văn phòng. Thì câu hỏi hôn đó sẽ không xảy ra, phải không? Thôi được rồi, trời ơi, đúng là chuyện phím, được tốt.